Lập gọn hay thì Dũng Vàng, Ngọc Lít đường chuyền thuận lợi. Chúng con đường chuyền quá hợp lý của chúng con. 2-1 cho BIDV Quang Trung. Người ghi bàn là Minh Bảo Đen, là lý do mà HPL trở thành biểu tượng. Chúng con quá hay, đường chuyền hơi vặn sườn của Ngọc Lít nhưng số 9 vẫn xử lý một cách hoàn hảo. Vượt bảy, cơ hội dành cho cao thủ viên Phương Đông. Long Thổ dứt điểm, tỷ số được nâng lên 3-1 dành cho cao thủ viên Phương Đông. Và đó là sự ấn tượng đẳng cấp của Long Thổ. Người đã kiến tạo cho Long Thổ ghi bàn đó chính là Đông Văn Đoàn. Thêm một pha mất bóng, một lỗi cá nhân nữa của ngôi sao bên phía tiền cồi. Trả lời hay của Long Nhân, phát đi. Và đây là đường chuyền đẹp, đánh đầu. Đây chắc chắn là một trong những bàn thắng ấn tượng nhất từ đầu giải. Pha lập công của Voicing Các Công. Các Công đã ghi bàn. Nhìn tình huống xử lý này của Long Nhật. Từ pha đưa tiếp một. Đó là thấy... bóng vừa rồi nhưng Thi Văn Hòa đã làm được không khác gì một quả phá bóng cả. Bóng đi quá hiểm hóc, tuyệt vời. Sẽ là một những bàn thắng đẹp nhất ở vòng thi đấu thứ 7 này dành cho Thi Văn Hòa của LOC. Đó cũng là điều đương nhiên bởi anh Pháp đã có những bài học cần thiết như ở trong trận đấu với TG tại vòng đấu thứ 6. Chris chuyển cho Dache. Messi. Đây là Đức Chris rất hay. Tịnh Messi cơ. Tỷ số là 1-1 cho các cầu thủ Tùng Anh. Và đó là Tịnh Messi. Pha xử lý quá hay của Tịnh Messi trong một tình huống mà các cầu thủ Tùng Anh đã phối hợp với nhau như chỗ không người. Đức Chris là người đã kiến tạo cho Tịnh Messi lập công. Đây là pha bóng mà Thái Ba Sang là người đã mắc lỗi theo kèm với Tịnh Messi. Những cầu thủ khác bên phía Anh Pháp cũng đã không áp sát một cách.